Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại video mình nha. Hôm nay mình lại đi vô lòng hồ Trang câu bạn, khu vực làng bè Suối Tượng nha. Thì anh em mình tới đây cũng rất là sớm bạn, nhưng mà để mình cho các bạn coi cái bãi câu. Đây bạn, đồ đạc mấy anh em mình vừa mới đến tới đây nè. Đó cái bãi này, gần mấy bè nuôi của anh trai các bạn nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây mình dọn, mình nhổ hết mấy cái cây này để mà ngồi ha. Chỗ này thì khá xa cho nên mình không có mang cái bàn đi được các bạn. Nay mình sẽ ngồi bờ luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình xuống đây mình dọn ha. Dọn dọn xong là mình sẽ đi thọc chứng kiến các bạn. Nha, đi thọc chứng kiến về để pha mồi. Pha vô mồi câu á. Rồi mình xuống mình nhổ mấy cây lên các bạn nha. Giờ anh em đi kiếm chứng kiến thọc các bạn ơi, thọc chứng kiến để pha vô cám hoặc khoai lang câu các bạn nha. Đi vô vườn xoài nhà người ta nè, xoài đã chứ các bạn. Đó. Xoài nè, rồi xoài các bạn nè, thấy ổ nào chứ bạn? Kiếm chứng kiến học bạn. Mình cứ đi dọc dọc theo mấy bờ nữa bạn. Đó. Kiếm mấy tổ kiến vàng á. Học ha, lấy trứng của nó. Ổ kiến vàng. Hình như không có trứng sao, ổ còn non lắm. Hành trình đi tìm chứng kiến vất vả, đừng có gặp bé Na nha, gặp bé Na mệt lắm. Cậu bự chẳng ghê trên cao hả? Con cậu bự trên cao các bạn kìa. Đó. Vô nè. Đó, bây giờ chắc cao quá, bây giờ chắc tụi mình sẽ leo lên chặt xuống rồi. Kiến quá trời kiến nè. Chặt các bạn. Bây giờ bọn Phong trèo lên chặt ổ kiến bạn ơi. Đó, không được giờ chặt. Nó mập như heo. Ba nhánh mới gớt xuống được. Nha là bén chặt ngọt lắm. Đó, chặt. Ừ, giống y như khỉ Halloween đó bạn. Đó, thấy chưa? Muốn ăn là phải lăn vào bếp. Trời, nói gì nữa. Quá vất vả các bạn ơi. Giờ toàn thấy cây thôi, không thấy bông phong nữa rồi. Chặt nhánh kia luôn bạn ơi, nó mới rớt được. Từ bạn ơi đang mệt lắm. Nhẹ thôi chứ nó bể. Rồi thả như vậy đi rồi mình về lấy ra. Giờ học các bạn. Xuống này học. Rồi. Có trứng không các bạn? Người coi. Trời ơi, cái này mới làm. À, được cái xíu trứng các bạn, hầu như không có luôn. Thua thiệt chứ. Thôi đi tìm mẫu khác thôi. Bây giờ vậy biết sao giờ. Thọc 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 thọc.
Ồ, kiến xuống quá rồi, để cho nó cắn. Đây có một chút thành quả sau nãy giờ kiến cắn tùm lum các bạn. Kiến mùa này kiến trứng hơi to ha. Mùa này là nó đẻ trứng mái nhiều các bạn. Đó, trứng kiến với tí mình trộn vô khoai với lại cám thôi. Nói chung là không nhiều quá, không biết làm gì. Chút mình nấu mì tôm mình ăn luôn nha các bạn ạ. Tí nấu mì tôm ăn luôn hả? Sao lại bỏ qua cái áo mình? Đây, cái số trứng kiến hồi nãy nè các bạn. Lọc ra mình để là kiến mẹ nó còn bơ ấy tùm lum ra, còn chạy tùm lum. Đó, một lát nữa mình lấy giùm lấy trứng kiến này đi trộn mồi các bạn nha. Để phơi tí đi hả Dương hả? Mồi các bạn ơi, trứng kiến với lại khoai lang. Trứng kiến mình cứ trộn đều với khoai lang là mình câu được các bạn. Thành mồi khoai lang trứng kiến. À, chia ra anh em mỗi người miếng. Ở đâu giờ trộn tới mùi cám bạn. Giờ trộn cám xả nha các bạn. Ủa, nước hơi đục ạ. Thì mình vô nước ít ít thôi các bạn ơi. Cây xả bạn. Okay, bây giờ tới mồi câu bạn. Mình cũng lấy mồi câu mình nãy là lấy mồi câu mình xả luôn các bạn nha. Ôi, nước mình ngon luôn rồi đó. Trứng kiến này mình lấy được cho nên là mình vô trong cám luôn các bạn nha. Cái đảo bình thường. Dương mang về, chứng kiến Dương mang về vẫn được mà ha. Bỏ tủ lạnh. Rồi, chia ra, mỗi người nhóm. Do ở vị trí chỗ này nó khó khăn quá, hai anh em dọn được cái lỗ, ngồi gần nhau luôn các bạn. Bắt đầu triển khai các bạn nha. Xuống mồi câu. Rồi cảm ơn Dương. Rồi giờ xuống mồi các bạn ơi. Bãi mới nha, không biết tình hình thế nào nha. Bây giờ mà có cá. Cá từ nãy tới giờ vẫn chưa có tín hiệu các bạn ơi. À, hai bạn mình với đang với ngồi dưới kia ăn câu rồi. Mình lên đây chuẩn bị nấu mì các bạn. Nấu mì, cơm. Thì xíu ăn trưa rồi xuống câu tiếp các bạn nha. Nấu nước sôi các bạn để pha mì làm canh. Hay quá bạn ơi, hay quá. Dương lên cá bạn ơi. Ôi mày vinh bay luôn hả? Quá đã nha. Mày nái nái nha. Cá này ăn rất là muộn các bạn ơi. Giờ tầm 3 giờ chiều rồi bắt đầu mới ăn nha. Sáng ngồi ngó không? Chán. Thank you.
tới giờ đi làm về xe chạy riết. Cái linh á nhỏ xíu rồi đúng không? Nó lên dãy nhỏ lần đèo nó kêu cái dãy ngay cái cổ á, cái bụng. Rồi, đó, mày mổ ha, mày nhảy hả? Mày nhảy hả, mày mổ hả? Cả lên các bạn ơi. Trời ơi. Ê, 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 cần này khó câu lắm, cãi tao. Cần nó yếu. Hơi dụng về tí bạn. Trời ơi. Cá ăn buổi chiều. Cá ăn buổi chiều bạn ơi, mày vinh đã chưa nè. Ôi ôi, vô. Tháng nhìn như nó tao khoái luôn. Nhập tao mà ngồi một mình tao ngồi ở đây nè, tao uống chéo vô bên kia luôn kìa. Ừ. Đã quá, đã quá. Chứa là mình dính vô cái eo. Dính vô sợi dây. Đó. Chặt hết bụi lùm đi à. Quá đã các bạn ơi, xuống rồi. Buổi chiều cá ăn, cá vừa được được không bạn? Móm sáng giờ câu giờ này khó khăn lắm bạn. Nó đục mà nó cũng mau trong ha, nó không ngâm lâu. Trời ơi, chừng lên chừng xuống. Rồi Rô Phi, một cái ăn miệng, một cái sóc đít luôn bạn. Này, nó ăn khó quá. Hả? Tìm lên nữa hả? Ừ. Đó, một con cá à, thô luôn. Nhiều lục tụi lỗ bíp luôn hay ra đều ha. Nói chung mình quấn hay thì ngồi lỗ nào quấn cũng được. Hồi sáng là tính nó vô cho mày ngồi đây kế nó nè, anh ngồi lỗ đó kìa. Lúc phi mà cũng ăn khó các bạn. Tiếp tục nha các bạn ơi. Chạy ghê nha. Hồi nãy giờ mới 7 phút rồi ta. Có cá các bạn ơi. Mất phao luôn các bạn. Mày Vinh như vậy. Cá này ăn quá muộn các bạn. Cá này vô khá là muộn các bạn. Mày Vinh cũng đã tay á. Rồi tiếp tục các bạn ơi. Chín cá các bạn. Trời ơi, rô phi các bạn. Ý chà. Phi mà ăn tuột mất phao luôn các bạn ơi. Quá đã. Cá hôm nay vô muộn các bạn. Hôm sau chắc mình phải vô ngay cái vị trí này câu lại lần nữa các bạn ơi. Này chỗ này chắc khả năng là bắt bàn ra câu 2m7 là hợp lý các bạn. Vô khỏi xả mồi luôn. Các bạn bây giờ 5:30 chiều các bạn ơi, tối lắm rồi. Giờ mình dọn đồ, tranh thủ dọn đồ mình về, cũng nhà cũng xa các bạn. Đây cái bãi câu nữa bạn. Đó, hôm sau mình sẽ tới đây mình sẽ bắt bàn ra ngoài đó. Bắt bàn là xích ở đây thôi, câu là đó 2m7 thử coi sao các bạn.
câu xoay xoay vô cái chòm bè kia xem như thế nào các bạn ơi. Cá hôm nay nó cũng vô hơi chậm các bạn ơi. Le que được có mấy pha thôi. Giờ cá thì hồi chưa có lúc trưa thì mấy anh em cũng mang lên nướng rồi. Nhưng hồi giờ cũng không có cá để báo cho các bạn nữa. Các bạn coi trong clip thì thấy nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.